À, mình đang ở cái chỗ kê gà, có cái chỗ quán Trọng Tâm là cái lối đi vào, và có thể tìm cho bạn đồ với quán Trọng Tâm. Thì chỗ này là có cái cano, hôm nay mình sẽ đi ra kê gà. Đi thuê cano để ra ngay chỗ cái mũi kê gà, cái đảo. Trước mắt thì mình sẽ tham quan chỗ này. Rộng rãi đó. Kìa, xa xa kia là thấy có cái hải đăng. Đó là cái hải đăng thôi, còn lát nữa là đi cano ra ngoài, có cái đảo ngoài xa xa. Đây là không gian của quán này. Rồi, để ra sát bờ biển quay chút xíu. Đó, có cái hải đăng đó. Đây mình sẽ đi ra sát bờ biển này. Rồi, chào các bạn, mình đang đứng ở ngay chỗ cái mũi kê gà nè. Từ xa xa đây có mũi kê gà nè. Đó. Lát nữa mình sẽ đi cano ra đó. Rồi, quay một vòng bờ biển này. Đó, cái mũi kê gà đó đó, xa xa đó đó. Gần nhìn thấy thì cũng gần đó. Nhưng mà phải đi cano ra. Mình đi xe máy vòng một vòng. Đây là cái bến. Đây là cái bến nè. Chuẩn bị chờ cano tới. Người cano đang quẹo vô. Đó, cano đó. Đi một vòng ra ngoài đường, trong vòng vô đây. Đây, bãi xe giữ xe luôn, bán nước luôn. Đá to thật to, ở đây đứng chụp hình.
Ok. Ở đây có mấy con cá nè, đàn cá luôn, rất là thiên nhiên luôn á. Con cá này bị sóng đánh lên nè. Đây là cái bến trên đảo lúc nãy nè. Đây này, chụp quần nào mấy chú luôn nè. 5.000 một người. Lẩu gà. Tụi tao hỏi kê là cái gì, kê là gà. Mấy cái bậc này cao nè. Mỗi bậc là cao. Thấy giờ quay phim á hả? Ừ. Đẹp lắm. Có cái cây này, chúng ta không phải chanh nha. Nó chanh à. Đừng có chụp mấy cỏ cây hoa lá nhiều nha. Ừ. Một, nhìn xuống chưa bạn? Một, hai, ba. Hai, ba. Hai, ba. Ok. Bà cứ đứng đi, bà tạo dáng đi, tôi chụp. Bên phải từ hướng mình đi lên á, ở đây chút xíu lúc nãy là cái bãi đá chụp được, giờ đi qua đây chỗ này chắc là một cái bến thôi, nhưng mà bến nhỏ nhỏ. Thôi đi về đúng không, đi xuống đúng không? Thank you.
quay lại chỗ cũ. Giờ là buổi trưa 12 giờ, có người ăn trưa rồi, các món rồi. Rồi, bye bye các bạn.